2, 1, chạy. Xin chào các bạn, tôi là Vĩnh. Rất vui gặp các bạn ở kênh Thầy Vĩnh TV. Chủ đề ở tập này là Intercom TV, một hệ thống liên lạc nội bộ không thể thiếu cho ekip làm phim. Đây là hệ thống Intercom TV. Hệ thống này gồm một bộ chủ và cho phép kết nối tối đa 8 bộ con bằng cáp. Lợi điểm là rất dễ sử dụng, bật lên là liên lạc. Ưu điểm, phù hợp cho các show hoặc sự kiện ít đổi bối cảnh, cố định ở một chỗ làm liên tục nhiều ngày, hoàn toàn rảnh tay so với bộ đàm. Nghe rõ, clear noise ở những nơi có độ ồn cao như quán bar, sân khấu, cả nhà. Nhược điểm, do kết nối bằng dây cáp nên hạn chế di chuyển hay di chuyển trong phạm vi ngắn. Thiết bị này còn tích hợp thêm tính năng Tally. Khi đèn đỏ, quay phim biết được đạo diễn đã chọn camera của mình để lấy hình khi quay multicam. Chúng ta có thể ứng dụng Intercom TV này cho các lĩnh vực khác như các chương trình biểu diễn, lĩnh vực hoạt động thể thao. Đây là giải pháp liên lạc tuyệt vời cho sân vận động, cho đấu trường, đua xe. Hy vọng rằng chủ đề này trên kênh Thầy Vĩnh TV đã giúp bạn thêm một công cụ mới phù hợp với nghề của bạn. Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng comment dưới phần bình luận. Và đừng quên nhấn một like và subscribe kênh Thầy Vĩnh TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề sau.